Xin chào các bạn, hôm nay mình xin phép được giới thiệu với các bạn cách setup một bộ ba ki nhựa trắng gồm 3 khay kèm theo vật liệu lọc đơn giản như thanh sứ kết hợp cùng bông lọc hoặc xốp đen tùy nhu cầu. Vật liệu lọc mình dùng là thanh sứ có kích thước là 16x4cm, một khay ba ki nhựa có kích thước là 68, 33 và 24cm. Chúng ta bắt đầu xếp các thanh sứ vào từng khay ba ki. Một khay ba ki các bạn nên xếp từ 30 đến 35 thanh sứ, khoảng 2-3 lớp để lưu lượng nước đi qua được tốt nhất. Khay đầu tiên mình sẽ xếp một lớp bông lọc để giữ phân cặn bẩn và theo dõi được chất lượng nước, đặc biệt là theo dõi được thời gian cá đẻ trứng. Sau đó mình sẽ đi ống dàn mưa phi 60 vào để bắt đầu đi ống bơm nước lên ba ki. Một dàn ba ki sẽ có một khay đầu, một khay cuối và ở giữa có thể thêm nhiều khay hơn tùy nhu cầu sử dụng. Ba ki sẽ được khoan lỗ và cắt thác theo nhu cầu của khách hàng. Các khay được thiết kế để trồng lên nhiều tầng một cách dễ dàng. Bộ ba ki của mình đã được cải thiện và hoàn thiện hơn, chuẩn bị đi đường ống nước lên. Sau đây mình sẽ dùng bơm PB7000 của Periha cổ ống 48. Sau đó sẽ đi đường ống đấu từ bơm lên ống dàn mưa để nước chảy qua được ống xuống các khay. Nhiệm vụ chính của các khay là chứa đựng được các vật liệu lọc để giúp nguồn nước được cải thiện trong hơn và tách nước thành các tia nhỏ để làm bay hơi độc tố và cung cấp thêm oxy cho nguồn nước. Ngoài ra, ba ki sẽ được tạo môi trường cảnh quan thẩm mỹ hơn cho hồ koi. Để cập nhật website thiết bị bể cá.com để các bạn biết thêm chi tiết nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn các video tiếp theo.